Hôm nay, được sự chỉ đạo và thống nhất của Thường trực Thành ủy, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức buổi lễ trao vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho thành phố kết nghĩa Riverside, bang California. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ, ban tổ chức vinh dự đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý lãnh đạo, quý đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo và đài phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Đi vào nội dung buổi lễ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ngài William Rusty Bailey, thị trưởng thành phố Riverside, bang California, Hoa Kỳ, cùng Hội đồng thành phố California. Mayor William Rusty Bailey of Riverside, California. It's an honor for me to attend today's handover ceremony of medical supplies to Riverside for the combat against COVID-19. I have well received your letter dated 7th April 2020, and I completely understand the burdens you and Riverside City are working on to cope with COVID-19. Và rất chia sẻ với những gánh nặng công việc mà ngài và thành phố Riverside. I totally understand in present context, no single country or city can deal with this pandemic alone. This is a time we need to enhance cooperation and international solidarity to mitigate the impacts of COVID-19. Vietnam in general and Cần Thơ in particular commit to collaborate with other countries, share information, and support each other to overcome the crisis. Và hỗ trợ cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 này. Các tỉnh thành của Việt Nam đã thực hiện nghiêm chỉ đạo. Cities and provinces in Vietnam have applied to the guidance of the government regarding social distancing and stay at home order in 3 weeks as of 28th of March. Cách ly với tỉnh, thôn bản cách ly với thôn bản. Factories and production units must ensure safety distance, wearing masks, and clean with disinfectants regularly. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà. Citizens are encouraged to stay at home, except for urgent cases, and maintain 2-meter distance in direct communication. Nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp với nhau. Đến hôm nay, theo số liệu, đến 6 giờ. As of 29th of April 2020, Vietnam recorded 270 positive cases with COVID-19. Among them, 221 cases have recovered. 49 remaining patients are being treated at medical centers nationwide, and most of them are in stable condition. Sức khỏe đều ổn định. Điều đáng mừng là trong 13 ngày qua, Việt Nam không có ca. It's a glad that in the past 13 days, there is no cross-infectious case in the community. In Cần Thơ, there were 2 positive cases, and both of them have been successfully recovered since 15th of April 2020. Currently, we can say that the pandemic is under control. As of the 23rd of April, Cần Thơ and other low-risk cities and provinces have loosened their stay-at-home order with the motto of pandemic prevention as well as ensuring the flow of goods and recovering business, production and services, ensuring the socio-economic development. As you know, there is still no vaccine for the coronavirus. Therefore, the vaccine for Vietnam nowadays is the harmony between the government and its citizens. The combat against COVID-19 is still going on. The government and people of Cần Thơ cannot be subjective in the prevention process. After receiving your letter, we have worked on legal procedures to send the medical supplies to the state.
With supporting mindset, the government and citizens of Cần Thơ would like to send to the government and citizens of Riverside 1,095 masks, 1,000 medical gloves, 1,000 protective goats, and 5,000 surgical masks. We strongly believe that Riverside will overcome the pandemic in the earliest time. I hope to see you soon.